Nha tham dự giải U21 châu Âu năm 2011. Đó là giải đấu mà đội bóng của ông Mila giành vị trí thứ 3. Hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và Indonesia đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên, U22 màu đỏ đã tạo cảm hứng để giành chiến thắng ở 3 trận đấu trước. Đường chuyền của Xuân Trường. Xuân Trường tiên, chúng ta có thể thấy là Indonesia đang chơi với một đội hình khá thấp. Điều này cho thấy là họ đang đánh giá rất cao đội bóng của chúng ta. Quả tạt của Hồng Duy và giành tấm vé đi tiếp. Không cần phải chờ đến trận đấu gặp Thái Lan, rất nguy hiểm. Đó là quả tạt đầu tiên mà Văn Toàn tạt cho Công Phượng. Toàn và Phượng là những người rất ăn ý với nhau. Quả đá phạt góc cho U22 Việt Nam. Ngày hôm nay thì bắt chính trong khung thành của Indonesia không phải là Kartika, người đã bắt chính trong cả 3 trận đấu trước, mà là thủ thành Satyatama. Phượng là người đá phạt góc. Đánh đâu? Pha chạm bóng của Văn Khánh. À, thì đó là một nhận định có cơ sở. Đường chuyền của Xuân Trường. Đánh đâu? Đánh đầu của Tuấn Tài. Và để thủng lưới một bàn. Chính điều đó lúc này đang mang đến một sự tự tin khá lớn cho cầu thủ U22 Việt Nam. Cú đá thẳng của Công Phượng. SEA Games đầu tiên của Công Phượng là giải đấu mà chúng ta không quên, với một quả đá phạt tuyệt vời vào lưới của Malaysia. Lúc này U22 Việt Nam đang phải triển khai trận đấu một cách khá chậm. Cú sút đầu tiên. Pha ra chân của Hồng Duy. Đó là một tình huống làm tường tốt. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống làm tường tốt của Tuấn Tài. Bóng được xuất phát từ Xuân Trường và dù không phải quá thuận lợi nhưng Tuấn Tài vẫn nhả được bóng lại. Lần này thì Kachia. Đây là Febri. Cầu thủ đầy sức mạnh của Indonesia. Phượng. Tốc độ của Văn Toàn. Văn Toàn rất khôn ngoan và bên bỉ. Văn Toàn. Văn Toàn Công Phượng. Leicester đến theo một kịch bản như vậy. Văn Hậu. Thì chúng ta có thể thấy là Indonesia đang chơi thận trọng hơn rất nhiều khi gặp chúng ta. Quả tạt của Văn Thanh. Khi đá với U22 chúng ta vẫn là những người chủ động kiểm soát bóng. Rất hay, Văn Toàn không hề việt vị. Văn Toàn đưa bóng vào. Không vào. Rất đáng tiếc. Pha băng vào của Tuấn Tài. Vừa rồi nếu như Tuấn Tài có thể dứt điểm thì có lẽ chúng ta đã có bàn thắng rồi. Khi mà Công Phượng và Tuấn Tài ở phía trong luôn bị theo kèm rất sát. Rất nguy hiểm. Cú ra chân của Tuấn Tài. Như vậy đó là cú đá của bị cả về mặt tâm lý rất tốt cho trận đấu này. Khá nguy hiểm. Đây là pha bóng đáng chú ý đầu tiên của cầu thủ Indonesia. Vừa rồi thì Văn Hậu đã có tình huống tranh chấp với cầu thủ của đội bạn nhưng Văn Hậu đã không thể ngăn cản được. Khá nguy hiểm. Pha đổ người rất nhanh và kịp thời của Minh Long. Đây có lẽ là trận đấu đầu tiên. Duy Mạnh rất kịp thời. Văn Toàn. Có lẽ đó là ý đồ dứt điểm ngay của Văn Toàn nhằm tạo ra bất ngờ. Hệ thống phòng ngự của những người mang băng đội trưởng của hai đội đều là những trung vệ. Đó là Eza, rất nguy hiểm. Khá nguy hiểm quá. Vừa rồi đang có những thử thách nhất định khi Indonesia được hưởng những quả đá phạt góc là sở trường của họ. Pha đánh đầu chính xác của Tiến Dũng. Văn Thanh. Tuấn Tài. Đường chuyền cho Văn Thanh. Đến đâu?
Cú vào! Quá tiếc. Một pha xâm nhập đầy bất ngờ của Văn Thành và cú lắc đầu cổ về này mang bóng dáng của một tiền đạo. Thì có lẽ bảng tỷ số lúc này chắc chắn không chỉ là 0-0 mà có lẽ là 2-0. Cấu Phương sút bóng, lại là sự sốt xa. Vừa rồi là một pha đi bóng solo rất đẹp mắt của Công Phượng. Cú sút căng của Công Phượng ở góc hẹp. Nếu chút nữa thì Phượng đã có thể tái hiện lại pha ghi bàn vào lưới của Philippines. Thì rõ ràng là sự phối hợp giữa các cầu thủ ở tuyến giữa sẽ ăn ý hơn. Bởi Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng và Văn Thanh họ rất hiểu nhau. Hãy chờ đợi quyết định của trọng tài. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai và Indonesia chỉ còn lại 10 người trên sân. Bởi họ đã liên tục duy trì lối đá phạm lỗi rất nhiều và cả những tình huống phạm lỗi rất xấu như vừa rồi nữa. Quá xứng đáng cho một tình huống như vậy. Tình huống này tôi nghĩ là phải nhận thẻ đỏ trực tiếp thì đúng hơn. Đó là một pha đánh muội thực sự. Nắm thế chủ động, đội bạn đang phải liên tục di chuyển để đối mặt. Không hề biết vị. Lại một lần nữa trọng tài lại phất cờ muộn. Các bạn hãy cùng xem lại tình huống này. Ông chạy một lúc sau mới phất cờ. Rất khó, rất đông cầu thủ áo trắng. Đường chuyền quá thông minh. Không việt vị. Ngã rồi nhưng không có penalty. Một pha vào bóng, tôi nghĩ rằng đội bạn xứng đáng phải nhận một quả penalty và cầu thủ phạm lỗi. Còn Văn Toàn. Còn đây. Không vào. Đây là một cơ hội có thể nói là thuận lợi nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Chỉ cần một pha đệm bóng chính xác thôi, chúng ta đã có thể có được bàn thắng rồi. Khung thành đã rất rộng mở. Tuy nhiên cũng phải nói là trong tình huống này thì thủ môn của đội bạn cũng đã chơi xuất sắc. Stand together like we're rocks in a wall, growing stronger every day.